Các nhân viên bán vé ở nhà ga, đại lý vé tàu hay người bán vé trên tàu nếu bán sai quy định thì sẽ bị phạt từ 2 cho đến 4 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung trong nghị định của chính phủ quy định về việc bán vé tàu vừa mới ban hành. Trong thời gian tới, người bán vé tại ga, trên tàu hay các đại lý vé tàu nếu bán sai quy định sẽ bị phạt từ 2 cho đến 4 triệu đồng. Liên quan đến việc vận chuyển bán vé tàu giả, mức xử phạt đối với người vi phạm là từ 10 đến 15 triệu đồng và 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, đơn vị vận tải không thực hiện miễn giảm giá vé theo quy định sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Những trường hợp bán vé vượt quá số chỗ được phép chở của toa hay không thực hiện niêm yết giờ tàu, giá cước cũng sẽ bị phạt với mức phạt tương ứng.